Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Honda City 2021 sắp được ra mắt tại thị trường Việt Nam. Sẽ có 3 phiên bản, 2 động cơ và đua công nghệ an toàn với Mazda 2. Thế hệ mới của Honda City sẽ có rất nhiều thay đổi, từ thiết kế tới khung gầm, động cơ và cả cách chia phiên bản. Các đại lý Honda trên toàn quốc đã bắt đầu nhận đặt cọc mẫu Honda City thế hệ mới. Theo dự kiến, Honda City 2021 sẽ được ra mắt vào cuối tháng 11. Xe có thể được chia làm 3 phiên bản là 1.5 CVT, 1.5 Top và 1.0 Turbo. Với cách chia phiên bản như vậy, có thể nhận thấy Honda City mới được trang bị hai tùy chọn động cơ, máy 1.5 hút khí tự nhiên và có khả năng giữ nguyên từ mẫu cũ cho công suất 118 mã lực và mô men xoắn 145 Nm kết hợp hộp số CVT. Máy 1 lít tăng áp là loại mới có công suất 120 mã lực và mô men xoắn 173 Nm kết hợp hộp số CVT. Tư vấn bán hàng cho biết bản City 1.0 Turbo mới có thể được tích hợp gói an toàn Honda Sensing và camera hỗ trợ quan sát tránh điểm mù Lane Watch. Trên mẫu CRV mới nhất hiện tại tại Việt Nam, gói Honda Sensing này có các tính năng như hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảnh báo va chạm sớm hay là ga tự động thích ứng khoảng cách. Trong phân khúc B chỉ có Mazda 2 sở hữu những tính năng an toàn tương tự. Nếu như Honda City được trang bị gói Sensing thật, mẫu xe này và Mazda 2 sẽ đua top công nghệ phân khúc, vượt trội hơn với các đối thủ như Vios hay là Hyundai Accent. Thông tin chi tiết hơn về Honda City 2021 vẫn được giữ kín. Dựa vào một hình ảnh bị rò rỉ sớm có thể thấy Honda City mới tại Việt Nam sẽ có bản RS cao cấp nhất, cụm đèn chiếu sáng LED hoàn toàn, bộ vành hai tông màu có thiết kế khác trước đây. Mẫu xe này hứa hẹn còn có phần đuôi với đèn hậu LED được làm lại thanh thoát hơn, nội thất cũng được làm mới theo phong cách của đàn anh Accord. Theo thông tin từ phía đại lý, Honda City 2021 sẽ vẫn tiếp tục được lắp ráp trong nước. Điều này đồng nghĩa với việc mẫu sedan hạng B của Honda đủ điều kiện hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ. Tuy nhiên, người bán cho biết thời gian giao xe có thể từ tháng 1 năm 2021, thời điểm chính sách ưu đãi về phí trước bạ đã hết hiệu lực. Nếu kịp có xe sớm trong tháng 12 năm 2020, khách hàng vẫn có cơ hội mua và đăng ký xe với trước bạ ưu đãi. Ở thế hệ trước, Honda City có giá từ 559 triệu đồng cho đến 599 triệu đồng. Với nhiều trang bị mới, có thể City 2021 giá có thể bị tăng nhẹ. Sự xuất hiện của City thế hệ mới khiến cho cuộc đua tranh trong phân khúc sedan hạng B tại thị trường Việt Nam ngày càng sôi động hơn. Trước đó, Accent ra mắt phiên bản 2018 với nhiều trang bị áp đảo so với Vios. Sau đó, Vios lại được nâng cấp nhiều lần để đáp trả. Xét về doanh số 8 tháng đầu của năm, Vios vẫn đang dẫn đầu là 16.208 xe. Xếp sau đó là Hyundai Accent 10.961 xe, Honda City ở vị trí thứ 3 chỉ với 5.374 xe. Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh cụ thể, sắc nét và đẹp mắt. Rất mong các bạn đăng ký kênh và nhớ bật chuông nhỏ bên cạnh để nhận bài thường xuyên. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui trẻ hạnh phúc và thành công.